chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín bốn bốn chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, chiều ngày hôm qua thứ hai ngày 10 tháng 4 thì thống đốc tiểu bang California cùng với các nhà lập pháp đã tiếp tục là mở rộng cái hồ sơ kiện thành phố Huntington Beach về cái chuyện mà liên quan đến nhà ở, liên quan đến việc xây thêm ADU tức là cái căn nhà phụ trội. À, lý do đó thì quý vị biết rằng là ở trong hai năm qua thì tiểu bang California đã chấp thuận cho cái việc là những cái nhà nào mà có đủ điều kiện, tức là họ có cái sân, cái đất mà còn dư đủ lớn đủ rộng thì người ta sẽ cho xây thêm cái căn nhà phụ do cái tình trạng là thiếu nhà ở ở tiểu bang California, nhà cửa quá đắt đỏ, đủ thứ hết cho nên là người ta cho xây thêm. Nhưng mà thành phố Huntington Beach thì người ta không cho. Họ không cho xây. Họ không cho xây, họ nói rằng là thành phố họ có cái quy hoạch riêng của thành phố. Uh, tiểu bang không thể nào mà áp đặt cho họ là uh, sẽ phải có thêm ít nhất là 10 hơn 13.000 căn nhà ở trong thành phố này, 13.000 cái cái chỗ ở như thế thì họ không đồng ý thì đã xảy ra cái việc là đầu tiên á là thành phố Hinton Ten Beach là họ kiện, họ kiện tiểu bang, họ kiện tiểu bang. Uh, nói rằng là tiểu bang cũng ngược lại tiểu bang cũng kiện họ đề <laughs> nghị là sẽ phạt họ vân vân thì bây giờ uh, tiểu bang thì cương quyết rằng là sẽ phải phạt cái thành phố này về cái tội là không cho người ta làm adu uh, không cho xây thêm nhà mà ngay cả cái chuyện thành phố này uh, cái chuyện mà cho thuê nhà cái kiểu mà airbnb đó ừ. nó cũng khó khó rất là nhiều um, thì nhiều người thì đã nói đến Huntington Beach là tức là thành phố giàu mà cho nên nhiều người thì người ta ủng hộ nhưng mà dĩ nhiên có nhiều người thì người ta không có thích cái cái vụ này à, về phía à, thành phố đó thì à, luật sư của thành phố à, nói rằng là à, đề nghị các cái tòa án liên bang đó ngăn chặn hết mọi cái, cái cái quyết định về chuyện mà phạt thành phố của tiểu bang cho đến khi nào những cái vấn đề kiện cáo nó được xong nhưng mà một uh, thẩm phán liên bang á thì người ta bác đi cái yêu cầu đó của thành phố Huntington Beach bởi vì người ta nói là trong tất cả những cái gì mà họ đang nhìn thấy họ không thấy cái 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 uh, có nhiều cái yếu tố để cho thành phố Huntington Beach được thắng kiện à, về phía mà uh, tiểu bang đó thì họ cũng đệ trình lên những cái mà họ kiện uh, thành phố này Họ nói cái việc mà cấm thành phố à, không cho người dân người ta xây những cái căn nhà phụ gọi là ADU đó là vi phạm luật của tiểu bang. Đó, thì hai bên là đang à, giống như là cũng cái tranh chấp qua lại, nhưng mà ngày hôm qua này thì thống đốc à, tiểu bang Gavin Newsom cũng như là các nhà lập pháp đã đẩy thêm một bước nữa là phải làm sao cho thành phố Huntington Beach phải khuất phục họ. Trong khi đó Ngọc Lan nói về vấn đề địa ốc đi. Uh, xây thêm căn ADU tức là xây thêm phòng đó nhà mình nó còn dư đất phía sau thì mình xây thêm được cái phòng để xây mình thêm có... nhà đó xây... nha. À, Tại vì à, cái à, đó có à. thể được xin một cái địa chỉ mới. dạ, à, à, Nhưng mà theo như ADU đó là 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 nhà xây phủ. phòng, nhà, nhà phụ. đó yeah. Còn xây thêm một căn nhà mới thì ở đây chỉ có mỗi tôi thấy thành phố Midway City là có cái cái vụ mà một miếng đất nó rộng quá mình xây thêm hai một căn phía sau nữa đó, rồi mình đúng. lấy cái địa chỉ mới. Đúng đúng ừ. những cái căn nhà ở thành phố uh, Garden Grove hay là ở à Westminster họ cũng được như vậy, ừ. tức là cái căn nhà mới nó tách biệt, nó không có dính liền tường liền với căn nhà chính, gọi là tách biệt đó, là nó cũng có hai phòng ngủ vân vân, nó họ cho lấy một cái địa chỉ, ví dụ như địa chỉ nhà kia là 120 thì địa chỉ này sẽ là 120A, ví dụ như đó. vậy, riêng biệt hết như thế đó ừ. yeah. à, thưa quý vị à, nhân nói tới cái vấn đề đó đó thì ở trên CNN Business có một cái bài báo viết rằng là các ngân hàng có qua cái thời kỳ khủng hoảng chưa chưa tại sao hiện tại nha quý vị nha mỗi một năm cái gọi là vấn đề về thương mại địa ốc mà cho business tức là commercial real estate ấy, thì hiện tại đang gặp trở ngại rất là nhiều tại sao 80% tiền của những ngân hàng người ta đầu tư vô cái lĩnh vực gọi là commercial real estate Uh, gọi là địa ốc mà cho giới thương mại đó, có nghĩa là họ mua, họ mướn rất là nhiều những cái tòa nhà cao tầng hay là những cái 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 cái, 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 cái um, khu là khu, khu công nghiệp đó, rồi họ xây rất là nhiều khách sạn, rồi từ đó những cái khách những cái những cái căn cái gọi là cao tầng như vậy đó thì họ cho mướn văn phòng ở trên đó, cho nên nhiều khi mình thấy là một cái tòa nhà đó rất là cao, uh, mấy chục tầng uh, trên đầu á thì nó có cái hàng chữ, thí dụ như là chase bank nè hay là Washington Mutual hay là uh, Wells Fargo gì đó. Nhưng mà thật ra trong phải không phải là nguyên một cái tòa nhà đó là của Chase hay là của Wells Fargo. Mà chỉ là họ có là mấy tầng trong đó thôi. Còn lại bao nhiêu tầng đó là cho mướn làm văn phòng. Trong thời đại dịch vừa qua thì rất nhiều người đã làm việc ở nhà. Họ không tới nữa. Thì những cái phòng đó nó bỏ trống. À, mà tiền người ta đầu tư vô là hơn 80% là tài sản của nhà băng cho nên bây giờ họ đang gặp trở ngại là sau đại dịch thì cái xu hướng mà làm việc ở nhà nó vẫn còn đó người ta mới khám phá ra được rằng là ô oh, làm việc ở nhà nó cũng y hệt như là làm việc tới công sở làm tới sở làm vậy thôi nhưng mà nhiều khi nó còn dễ dàng hơn nó cũng có hiệu quả hơn nữa cho nên có nhiều hãng bây giờ họ nói cho nhân viên thôi cứ việc ở nhà làm đi miễn là 8 tiếng một ngày mình vẫn theo dõi những công việc của công ty được này kia thì không sao hết cho nên bây giờ những căn cao tầng đó bỏ trống rất là nhiều. Ừ, Khi mà họ đầu tư vô như vậy, mà bây giờ bỏ trống không ai mướn hết, tự nhiên họ sẽ bị lỗ. Họ phải trả tiền uh, tiền payment hàng tháng này kia đó, họ bị lỗ. Nhà băng mà bị lỗ thì sao? Nhà băng có nguy cơ bị khủng hoảng về vấn đề uh, tiền tệ và người dân mà nghe được thì sao? Người dân rút tiền ra khỏi đúng nhà băng nữa. Cho nên theo những, những nhà phân tích thì commercial real estate đang gặp trở ngại. Vì vấn đề làm việc ở nhà nhiều phòng trống nhiều cái căn cao tầng hiện nay chỉ có một vài tầng có người mướn thôi còn bao nhiêu tầng để trống ở đó hết cũng có những đề nghị là biến những cái phòng mà những cái tầng mà không có ai mướn hết thì có thể còn vợ nó chuyển nó thành ra là một cái cái dạng gọi là apartment đó, ừ. à, để cho mướn à, thì cũng có thể lấy được tiền lại một ít cũng có nhiều người thích sống trong những cái chung cư cao tầng như vậy lắm chứ phải không? cho nên bài báo của CNN nói rằng là trong những ngày tháng sắp tới thì nhà băng chưa có qua được cái khủng hoảng đâu. tại vì nó sẽ còn hậu nó còn, nó sẽ còn kéo theo nhiều cái việc khác nữa nếu mà cái xu hướng làm việc ở nhà nó vẫn tiếp tục gia tăng. Yeah, công nhận là Covid 19 nó thay đổi thay đổi nhiều thay thứ thay lắm. đổi quá trời, thay đổi ừ. cả thế giới, thay đổi cái cách con người ta suy nghĩ cách làm việc về thay đổi cả cách sống. Vấn Ngọc là anh thấy đó, ừ. hồi trước Covid đó thì bất cứ một cái gì mà liên quan tới chuỗi cung ứng đó là cứ oh, qua bên tàu làm cho nó Trung Quốc làm cho nó rẻ, Thấy không? Từ từ đó các hãng lớn bây giờ đó họ không còn nhìn Trung Quốc như là một cái nơi gọi là chuỗi cung ứng nữa mà họ bắt đầu di chuyển một ít qua bên Việt Nam, qua bên Ấn Độ, qua bên uh, những nước khác nữa, Chứ là không còn là Trung Quốc. Trung Quốc dần dần sẽ không không còn là chuỗi cung ứng hàng đầu của các công ty trên thế giới. Nha. Yeah. Uh, thưa quý vị, uh, có hai người nữ nhân viên làm việc giống như làm uh, hộ lý, uh, những người mà giúp ở trong những cái nursing home đó, giúp cho bệnh nhân, ví dụ như tắm rửa, thay đồ. Thì đây có hai cô, một cô chỉ mới 18 tuổi, một cô 20 tuổi đã vừa bị cảnh sát bắt phạt. Um, chưa bị truy tố cái tội như thế nào mặc dù là nó nói là không có làm không phải gây ra tổn hại lớn nhưng mà cái việc của hai cô này đó là chăm sóc người già ở trong một cái nursing home thì khi mà thay tả cho một bà cụ, bà cụ này đã 80 hơn 80 tuổi rồi thì khi thay tả cho bà cụ này, bà bà cụ này bị bệnh mất trí nữa thì ừ. hai cô này vừa làm vừa livestream vừa livestream lên mạng xã hội để giống như là chế diễu rút cái tả ra thay làm sao để cho người ta cười cợt thì rất là nhiều người đã vào xem thì dĩ nhiên cũng có những người vào để bình luận thêm còn chỉ ra nói ô bà này mất trí nhớ cho bà vô luôn trong cái closet đóng cửa lại ừ. nhốt bà trong đó vân vân đủ thứ thì khi mà cái người ta không có nói cái sự việc này là xảy ra lúc nào cũng như là cái nốt sinh hôm nào hết chỉ biết rằng là bên cảnh sát thì trong cái buổi họp báo vào chiều thứ sáu vừa rồi đó họ công bố họ nói rằng là họ sẽ truy tố hai cái người này hai nữ nhân viên này rồi ông cảnh sát trưởng đó ông ông nói là ông không thể nào ông chấp nhận được khi mà ông xem được cái clip này do một người ẩn danh người ta gọi người ta báo là đang có cái chuyện đó xảy ra ông nói á à, tôi mong muốn rằng hai cô này sẽ sống đủ tuổi Đến cái tuổi mà hai cô sẽ vào nursing home Và sẽ bị đối xử như cô đã từng bị người ta đối xử Tương tự như vậy Những người mà đã có những cái lời bình luận Mà thô lỗ hoặc là Một cái kiểu như là rất là ác độc Ở trên mạng xã hội đó Quý vị cũng sẽ phải trải qua Hay là nếm thử cái cảm giác này Có nghĩa là người cảnh sát trưởng Họ phẫn nộ đến mức độ như thế à, Xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan Sau phần thông tin thương mại